Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lên nó cái giò uống cho chồng bằng đồng thau 10 ly nguyên khối nhà thiết kế nguyên khối nha anh em. Đây mẫu uh, giò là chai gái nhưng mình bán rất là nhiều rồi. Cái giò này cho anh em về trang nuôi rồi nha. Mẫu giò này nó gồm có hai cái nẹp sắt. Ừ. Đây, mẫu nồi mẫu uh, giò hai nẹp là anh em thường hỏi á. Giò hai nẹp, một con ốc, một cái giò, một cái tay là một bộ của nói nha. Rồi anh em hôm uh, nay mình chỉ cho anh em lắp trên cái bình nha anh em. Đây cái giò nè, nó dầu mình lắp trên cái bình nè Đây Hồn nẹp trong với một nẹp ngoài Mình xiết con ốc lại Đó Thì cái này là nó sẽ chìa vô vô bên trong chuồng Ở khi con nó uống anh nó sẽ cắn cái tì này Đó là nó sẽ ra nước Cái con tròn nó uống rồi Còn cái ống nước này là ống nước đen nha Bên mình là sẽ bán cho nên là một cuộn như vậy là 30 mét Đây một cuộn như vậy là 30 mét Rồi anh em về đi ống Đi ống thì mình đi có thể là đi chung với cái hệ thống này là bình 20 lít nè Nè nó ra ống 10 ly nè Cái này mình siết như cái bình 20 lít Đây mình dặn ra cho anh em xem nè Đó Này à... mình thọt vô bên trong bình xong rồi mình siết cái đầu này mình sẽ siết lại siết cho chặt lại xong rồi mình sẽ dặn cái này lên mình quấn thêm macaron nha đó khi mà uống nước thì mình xả ra xả ra đó cái này nó có hai triệu nha anh em nên dàn chiều nào cũng là khóa hết chỉ có thẳng là nó mới mở thôi rồi nên là mình đi hệ thống ống nước nha bình 20 lít xuống Ở từ bình 20 lít ra này ra này mình sẽ qua ống và ống sẽ tới từng dồi tới từng chuồng từ tiền chuồng mình sẽ uống còn cái này là mình thiết kế thêm cho anh em xem là cái này là nó qua một cái bình nha đó cái này là mình có bán một cái ngay cái này là nó, nó, chế từ cái bình xuống để ống ống qua cái dồi là mỗi con sạn bình là uống nước hoặc là uống thuốc này là mình thường mình xài cho trộn con ha Trộn con hoặc là trộn bệnh để uống thuốc Chứ cái này thì nó chầm hơi cực nha Cái này mình khoét cái lỗ ở trên đầu này nè Mình không có cần tháo đâu, mình rút nhẹ rút luôn Mình khoét cái lỗ trên bên này nè, mình châm nước vô Mình lấy cái quần đó, mình châm nước vô Mình sẽ có nước trong này hoài đó Mình cho bón thuốc vô đây Vitamin vô đây Thì mỗi con uống tay dầu, uống tay bình Đó, cũng rất là tiện Đó là mình thiết kế cho anh em xem nha còn mình nữa mình thường là mình hay xài là cái hệ thống đi chung nó rất là tiện ha. Còn cái này nó rất là cực. Nhưng mà những con trùng bệnh, những con trùng yếu, những con trùng con nó thì anh em xài cái này thì hay. Đó mình làm cho anh em xem. Rồi, cái dầu của mình thì mình dẫn nhắc lại cho anh em xem là cái dầu này là có hai cái đẹp nha. Ông hấp một cái dầu với cái tay, cái tay nhựa. Đó, cái tay nhựa này là 10 lý hấp nha anh em. Rồi ờ, anh em mua thêm á thì mình có bán cái dấu cộng nhựa nha. Anh em đi hệ chuồng mà đi ống dẫn này kia tất cả các dãy thì có thể là xài thêm cái này nó cũng được. Mình có bán nha. Rồi anh em quan tâm thì lâu nha, nhắn cho mình mình xếp hàng toàn quốc cho anh em. Rồi chào anh em.